Cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết, Ukraine đã tập hợp 4 lữ đoàn tại khu vực Karinki nhằm mục đích chọc thủng hệ thống phòng thủ của Nga về phía Crimea. Ông Shoigu nói, Karinki đã được lên kế hoạch để trở thành điểm đột phá chính. 4 lữ đoàn thủy quân lục chiến của đối phương đã tập hợp ở đó. Đây là những đơn vị được trang bị và huấn luyện tốt, họ được nghỉ ngơi đủ và kỳ vọng sẽ tạo ra đột phá tạo chỗ đứng cho việc tiếp tục tiến xa hơn nhưng theo bộ trưởng quốc phòng nga lực lượng nga trong khu vực đã ngăn chặn điều đó xảy ra ông shoigu nói đối phương được cho là sẽ tiếp cận biển azov cắt đứt hành lang tới crimea tất cả đều do một đội đặc nhiệm lên kế hoạch đội này đã được thành lập và vẫn đang hoạt động ở các nước lân cận là ba lan và vùng baltic tuy nhiên bộ trưởng shoigu cho biết tuyến phòng thủ của nga được xây dựng trước cuộc phản công của ukraine đã giúp quân đội nga loại bỏ lực lượng ukraine hàng ngày Bộ trưởng Shoigu tiết lộ thêm, chúng tôi đã tăng số lượng xe tăng gấp gần 6 lần. Chúng tôi đang cải tiến và nâng cấp chúng. Số lượng máy bay không người lái tăng gấp 17 lần. Số lượng đạn pháo tăng gấp 17,5 lần. Điều đó cho phép chúng tôi tự tin đương đầu với tương lai, dù còn nhiều thử thách. Ông Shoigu cho biết, khoảng 540.000 người đã tham gia nghĩa vụ quân sự theo hợp đồng ở Nga vào năm 2023. Bộ trưởng Quốc phòng Nga cho biết, quân đội Ukraine đã không thể tiếp cận ngay cả tuyến phòng thủ đầu tiên của Nga trong cuộc phản công quy mô lớn. Tuy nhiên, theo hai quan chức Mỹ, sau nhiều tháng nhận được yêu cầu từ Ukraine, chính quyền Tổng thống Joe Biden đang tìm cách cung cấp cho Kiev biến thể tên lửa Atak MS tầm xa hơn, có thể tấn công vào bán đảo Crimea. Tuy nhiên, ngân sách cho việc viện trợ vũ khí cho Ukraine vẫn đang bị đặt dấu hỏi do sự phản đối của Đảng Cộng hòa tại Quốc hội Mỹ. Tuần trước, Thượng viện đã thông qua gói viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine, Israel và Đài Loan, Trung Quốc. Tuy nhiên, dự luật vẫn chưa được Hạ viện đưa ra bỏ phiếu và cũng chưa rõ nó có được phê duyệt hay không trong nhiều tháng qua các thành viên đảng cộng hòa tại hạ viện nói rằng họ sẽ chỉ phê duyệt viện trợ quân sự cho ukraine nếu chính quyền tổng thống biden đồng ý với các điều khoản mà đảng này đề xuất về vấn đề nhập cư và an ninh biên giới các quan chức quốc phòng mỹ cho hay washington có số lượng hạn chế tên lửa attack ms và khó có thể gửi chúng đến ukraina nếu không có tiền để bù lại vào kho dự trữ của mỹ không loại trừ khả năng mỹ sẽ đề nghị đồng minh cung cấp tên lửa attack ms biến thể tầm xa hơn cho ukraine nhà trắng hiện chưa bình luận về thông tin trên tên lửa attack ms được trang bị đầu đạn phân mảnh hoặc đầu đạn chùm. Tùy thuộc vào biến thể mà đầu đạn chùm của tên lửa Atac MS có thể mang theo từ 300 đến 950 quả đạn con có tầm bắn từ 24 km đến 300 km. Atac MS với đầu đạn phân mảnh có tầm bắn tương tự. Tất cả các tên lửa Atac MS được trang bị hệ thống xác định mục tiêu bằng định vị toàn cầu và công nghệ dẫn đường quán tính. Atac MS có thể được phóng từ bệ phóng HIMARS và hệ thống tên lửa phóng loạt MLRS M270 mà Ukraine đã có. Điều này đồng nghĩa ATAC-MS sẽ bổ sung sức mạnh cho các phương tiện tấn công khác của Ukraine. Biến thể ATAC-MS mà Mỹ đã cung cấp cho Ukraine chỉ có tầm bắn 165 km. Kể từ tháng 10 năm 2023, trong giai đoạn căng thẳng gia tăng liên quan tới cuộc xung đột Israel-Hamas, Hải quân Hoa Kỳ đã phải đối mặt với một thách thức mới dưới hình thức mối đe dọa từ lực lượng vũ trang hầu tại Yemen. Quân đội Mỹ đã buộc phải triển khai một lượng đáng kể khu trục hạm phòng không để đánh chặn tên lửa và máy bay không người lái của đối phương phóng về phía Israel và các tàu dân sự ngoài khơi bờ biển Yemen. Theo ấn phẩm The Guardian của Mỹ, trong thời kỳ này khoảng 100 tên lửa đánh chặn thuộc dòng Standard đã được sử dụng, bao gồm cả bản sửa đổi SM-2 và SM-6 có giá lên tới 4 triệu đô la Mỹ mỗi quả. Phó đô đốc hải quân Mỹ ông Brad Cooper lưu ý tình hình căng thẳng khiến thủy thủ đoàn phải đưa ra quyết định đánh chặn tên lửa của đối phương chỉ trong vài giây. Hành động của phiến quân Hầu thị cũng buộc các tàu chiến Hoa Kỳ và hải quân nước ngoài phải triển khai nguồn lực của họ để ngăn chặn mối đe dọa, nhấn mạnh sự cần thiết của các nguồn lực quan trọng nhằm đảm bảo tự do hàng hải. Một vấn đề nữa cần nhắc tới đó là, mặc dù chi phí tên lửa đánh chặn có thể lên tới 400 triệu đô la Mỹ trong 4 tháng qua, nhưng con số này hoàn toàn nằm trong khả năng chi trả của Mỹ. Vừa qua, lực lượng hầu thi công bố video tên lửa phòng không bắn trúng mục tiêu cùng hình ảnh các mảnh vỡ máy bay MQ-9 dạt vào bờ biển Yemen. Trong video được lực lượng hầu thi ở Yemen công bố hôm 19 tháng 2, một tên lửa phòng không được khai hỏa trong đêm và nhanh chóng lấy độ cao. Quả đạn phát nổ trên bầu trời sau vài giây khiến một vật thể bốc cháy dữ dội và rơi xuống hình ảnh khi trời sáng cho thấy người dân thu thập những mảnh vỡ máy bay không người lái UAV được cho là mẫu MQ-9 Reaper trôi giạt vào bờ biển tại khu vực Hodeida, miền tây Yemen. Yahya Sari, phát ngôn viên Houthi tuyên bố đơn vị phòng không của nhóm vũ trang này đã bắn hạ UAV MQ-9 Reaper của Mỹ khi nó thực hiện nhiệm vụ thù địch nhằm vào Yemen. Ông tuyên bố Houthi đã sử dụng một quả tên lửa phù hợp nhưng không nêu rõ chủng loại vũ khí trong một diễn biến liên quan. Theo hãng tin Reuters, tổng thống Ai Cập Abdel Fattah Al-Sisi cho biết, doanh thu từ kênh đào Suez đã giảm 40 đến 50% từ đầu năm đến nay do các cuộc tấn công vào tàu bè của lực lượng Houthi ở Yemen. Kênh đào này là một trong những nguồn ngoại tệ chính của Ai Cập. Phát ngôn của ông Al-Sisi cho thấy sự lo lắng của Cairo khi nước này đang phải hứng chịu cuộc khủng hoảng tài chính nghiêm trọng. Các cuộc tấn công của Houthi đang kiểm soát nhiều khu vực ở Yemen diễn ra từ năm 2023. Nhóm này tuyên bố nhắm vào các tàu có liên kết với Israel và đồng minh nhằm thể hiện đoàn kết với người Palestine ở giải Gaza. Tuy nhiên, nó khiến nhiều hãng vận tải biển lớn phải đình chỉ việc đi qua biển đỏ, nơi thường vận chuyển khoảng 12% lượng hàng hóa thương mại toàn cầu. Website Nhà Trắng hôm 20 tháng 2 cho biết cùng ngày, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia John Kirby đã tham gia vào một hội nghị từ xa và ngay trong phát biểu đầu tiên ông Kirby đã đề cập tới việc quân đội Ukraine buộc phải rút khỏi thành phố Adipka ở phía đông Ukraine. Ông Kirby cho biết trong nhiều tháng, Ukraine đã có thể ngăn chặn các cuộc tấn công của Nga cho đến khi họ bắt đầu cạn kiệt đạn dược, đặc biệt là đạn pháo, thứ mà họ cần để ngăn chặn lực lượng Nga tiếp cận và vượt qua các tuyến phòng thủ của mình. Theo ông Kirby, Ukraine quyết định rút khỏi thành trì Adipka không phải vì người Ukraine không đủ dũng cảm, cũng không phải vì họ không được lãnh đạo tốt hay không được đào tạo, không có sự nhạy bén về chiến thuật, đó là do Quốc hội Mỹ không hành động. Ông Kirby nhấn mạnh, chúng tôi đã cảnh báo Quốc hội rằng nếu họ không hành động, Ukraina sẽ chịu tổn thất trên chiến trường và bạn biết đấy, hồi cuối tuần trước, Ukraina buộc phải rút quân khỏi Adipka. Ngoài ra, ông Kirby còn cho rằng việc Tổng thống Volodymyr Zelensky quyết định rút quân khỏi Adipka là sáng suốt để quân đội Ukraina không bị bao vây, nhờ đó có thể bảo toàn được lực lượng cũng như những nguồn tài nguyên quý giá mà họ có. Lý giải nguyên nhân người Nga lại cố gắng giành lấy Adipka, theo ông Kirby, chủ yếu là vì họ muốn có một trung tâm điều phối và cung cấp hậu cần ở khu vực Donbass, đặc biệt là tại Donetsk. Ông Kirby nói, họ tức là người Nga tin rằng điều đó sẽ mang lại một điểm khởi đầu nếu muốn để tiến hành các hoạt động tiếp theo ở Donetsk và thậm chí ở các khu vực thuộc Lugan. Liên quan tới việc Ukraine thất thủ tại Adipka, Đài truyền hình nhà nước Nga đưa tin, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Sergei Shoigu đã tới Điện Kremlin vào hôm 20 tháng 2 để báo cáo với Tổng thống Vladimir Putin rằng quân đội Nga đã nắm quyền kiểm soát Adipka. Đài NHK của Nhật Bản hôm 21 tháng 2 cho biết thêm, ông Putin đã mô tả sự kiện này là một thành công tuyệt đối và chúc mừng Bộ trưởng Shoigu. Tổng thống Liên bang Nga cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải tiếp nối thành công và chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vũ khí cũng như đạn dược. Theo đánh giá của tờ New York Times, dựa trên các cuộc phỏng vấn với các binh sĩ, thì lực lượng Ukraine đã không chuẩn bị cho việc quân Nga tiến vào Adipka nhanh đến vậy. Phía Ukraine đã cố gắng câu giờ để lực lượng bộ binh chính quy của mình rút lui khỏi thành phố, sử dụng lực lượng đặc nhiệm và lữ đoàn xung kích riêng biệt số 3 tinh nhuệ để yểm trợ cho cuộc rút lui. Nhưng các đơn vị này không thể làm chậm bước tiến của Nga hoặc đưa được tất cả binh sĩ Ukraine thoát ra. Một cuộc rút lui hỗn loạn là không thể tránh khỏi. Theo các chiến lược gia Mỹ, việc rút quân mà không chịu tổn thất nặng nề là khó nhưng có thể giảm thiểu tổn thất nếu nó được thực hiện một cách có chủ ý, không vội vàng. Tại Adipka, Ukraine dường như đã phải đợi quá lâu để bắt đầu rút quân và cuộc rút lui hỗn loạn đã gây thêm tổn thất. Đối với người Ukraine, thách thức rút khỏi Adipka càng trở nên phức tạp hơn bởi thực tế là Nga đã bảo vệ thị trấn này từ gần ba mặt. Một con đường trải nhựa duy nhất là con đường khả thi nhất để ra vào thị trấn. Tuyến đường sống còn này cũng bị đe dọa trực tiếp vào đầu tháng này, khiến việc rút quân trở nên nguy hiểm hơn nhiều. Lầu Năm Góc cho biết Nga tiêu tốn khoảng 211 tỷ đô la Mỹ trong gần 3 năm xảy ra xung đột với Ukraine, cũng như chịu nhiều tổn thất về doanh thu vũ khí. Theo dữ liệu thống kê được Lầu Năm Góc công bố gần đây, ngoài số tiền đã chi, Nga còn thiệt hại khoảng 10 tỷ đô la Mỹ do phải dừng bán vũ khí hoặc bị hủy đơn hàng quốc phòng trong gần 3 năm xung đột với Ukraine. Xung đột cũng khiến ít nhất 20 tàu hải quân cỡ vừa và cỡ lớn của Nga bị đánh chìm ở Biển Đen. Khoảng 315.000 quân nhân nước này thiệt mạng hoặc bị thương. Tuy nhiên, quân đội Mỹ thừa nhận trong giai đoạn giao tranh hiện tại, Ukraine rơi vào tình thế bấp bênh chứ không phải Nga, trong bối cảnh nguồn viện trợ từ phương Tây có nguy cơ cạn kiệt, trong khi xung đột chưa có dấu hiệu sớm kết thúc. Trong diễn biến có liên quan, Trung tướng Nga Igor Kirillov, người đứng đầu lực lượng bảo vệ hạt nhân, Hóa học và sinh học của lực lượng vũ trang Nga cho rằng Washington và Kiev đã vi phạm các điều khoản của OPCW và lực lượng Ukraine sử dụng vũ khí hóa học do Mỹ sản xuất trên chiến trường. Ông Kirillov cáo buộc Ukraine đã sử dụng máy bay không người lái để thả lựu đạn hơi ngạt do Mỹ sản xuất vào cuối năm 2023 với hợp chất CS, một loại hóa chất được phân loại là công cụ kiểm soát bạo loạn, gây kích ứng mắt, đường hô hấp trên có thể gây bỏng da, liệt hô hấp và ngừng tim khi sử dụng ở nồng độ cao. Ông cho rằng Mỹ chuyển những loại vũ khí như vậy cho Ukraine và vi phạm trực tiếp các quy tắc của OPCW, trong đó nêu rõ một quốc gia không bao giờ trong bất kỳ trường hợp nào được chuyển giao vũ khí hóa học trực tiếp hoặc gián tiếp cho bất kỳ ai. Ông cũng cho biết lực lượng của Moscow đã bị tấn công bởi một máy bay không người lái mang theo một thùng chứa đầy chloropicrin được phân loại là hợp chất bị nghiêm cấm ngay cả đối với mục đích thực thi pháp luật. Theo ông Kirillov, loại hóa chất tương tự cũng được ký ép sử dụng ở gần làng Rabotino. Vị tướng này cũng đưa ra một số ví dụ tố Kiev sử dụng chất độc hại chống lại quân nhân Nga cũng như đầu độc các quan chức cấp cao. Ông Kirillov cho biết, tình báo Nga tin rằng lực lượng Ukraine dưới sự hướng dẫn của những người ủng hộ từ phương Tây phát triển một chiến thuật quân sự mới sử dụng vành đai hóa học liên quan đến việc làm nổ tung các thùng chứa axit hydrocyanic và ammoniac để ngăn chặn bước tiến của lực lượng Nga. Ông nói thêm rằng kế hoạch được chứng minh bằng việc Kiev đã yêu cầu EU cung cấp cho nước này thuốc giải độc, mặt nạ phòng độc và các thiết bị bảo hộ cá nhân khác vào năm 2024. Trước đó là thuốc giải độc phốt pho hữu cơ và khí mù tạt cùng một số chất khác được các nước NATO cung cấp vào năm 2023. Ông Kirillov bình luận, rõ ràng là số lượng mà Ukraine yêu cầu là quá mức đối với một quốc gia không có vũ khí hóa học.